gì vậy con? Dạ cá lồng chiên. Cái bánh về thành phố ha. Rồi, cái nó thiếu gì mít mà lấy. Cho mấy cái muỗng rồi mẹ, cho muỗng rồi mẹ. Đây nè, đây khoan khoan. Để thiếp. Chào thiếp. Xin bằng trời nước tương mẹ. Tối quá rồi, tối quá. Chú có chú quanh đây nè. Chú quanh đây nè, quay qua. Tối cái này chú xài 3G hết vậy? Không, không. Cái này nó có cần ở đây mày có wifi không? Có. Có, xin wifi của nó trực tiếp chú. Cho quay để con giữ nữa gì cho mở ra cái đây, đây nè nè bà chế qua đây đi. Mày đưa lên đây đi. Ba dĩa đủ rồi đó. Ba dĩa hết luôn đi. Cái gì? Rồi. Đây muỗng đây. Muỗng hả? Ăn miếng thì nằm cái mày. Rồi mẹ đưa con chánh tôi. Cái này bắt đầu chị đẩy liễn cái. Muỗng nhiều đi. Chị gọi đi. Để đẩy đẩy nó đi. Kiếm luôn mày khỏe không chú Năm? Dạ, cảm ơn khỏe lắm. Sao rồi? Thứ năm. Thứ bảy kia.
Cháu tên là gì? Dạ, con tên Tấn. Tấn là... Năm uống nha. Dạ. Quay đây. Đưa lên này. Đây là tôi kêu ổng quay đó. Đây là quay chỗ đang luôn đó chắc đây à. Đưa lên. Gửi về bên đấy coi, tôi muốn quay. Quý tỷ. Cái kèo còn nào của chẳng này. 66 tuổi. Không, 66 không? 64. 64 à. 6. 66. Gắn một cái điều. Bạn đông. Gắn một cái điều. Quay nãy nè. Thôi chào cái tổng chào hết cái đi về thôi ông năm về nha. Hả? Nhắc đúng rồi chú Năm. Chơi sợ gì? Chú bà ông rồi ông có vừa khỏe không? Dạ rồi. Đây. Thành phố vô uống chân giang nha. Rồi. Chú Năm là có đến đây con cháu. Đúng rồi cảm ơn nha. Rồi. Chú cháu mình uống cái thôi cảm ơn chào về Thành ơi. Thành đâu rồi, bắt tay cái về con là tháng 8 con sẽ gặp chú. Rồi. Tháng 8 con lên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Gái con lên thành phố Hồ Chí Minh, con sẽ gặp chú. Rồi. Gọi lời thăm tiếng hồ ha. Rồi. Lúc nào sức khỏe. Rồi. Tốt, mới được, mới lo chú được. Rồi. Cảm ơn. Thôi, giờ chú về nha. Rồi.